Chào các bạn, đây là cái căn Nhật Nhật bãi. Nó mang tính Nhật bãi chứ nó là new nha. Căn của thằng KS. Đây. Nhìn cái đầu bò vậy là biết mới tinh ha, ốc còn y hết ha. Đầu bò rất là dày dặn. Chén còn bảy màu. Đây có con ốc ngon ghê. Ốc có lông đền, ốc chín lông đền luôn. Thiết kế rất là rất ok. Còn mới tinh ha. Mang tiếng là cũ thôi chứ thật là nó mới tinh. Mới tinh xe băng đây. Rồi, mình lắp chén cước vô, lắp cái bát cước cải tiến vô. Còn cái tay ga thì mình dùng tay ga mẫu dịch đời mới này, bóp cho nó nhẹ. Cái ống này thì có 19 thôi, cái ống này ống 19 nè, trong khi cái lỗ này tới 21-22 nên là mình bỏ cọng dây khung hoặc băng keo vô nó cũng lẹt. Với cái cọng dây khung nó mềm, nó cũng không cứng thì mình mới lấy một ống điện 19 mình cắt ra. Mình nhắc vô thì lúc này nó tăng lên được khoảng tầm 2-3 mi vậy đó, thì giờ mình gắn vô. Đây là cái đầu bò Martin xe băng. Đây là cái cần xe băng ha, cần xe băng Nhật bãi. Đang có ghi một số thông số, ví dụ như từ cái máy mình nếu mà đánh bằng dao là nó văng xa có thể là 15 mét, và nó cho một cái góc để hạn chế văng nè. Cái này nó chịu được cái tốc độ vòng là lên tới 10.000 rpm, máy mình nữa 9.000 là ok nè ha. Này độ ồn là 112 decibel. Căn này căn cá ác Martin xe băng. Căn này căn Nhật bãi ha. Thì đi kèm với nó thì mình mua thêm cái ga mẫu dịch. Thì cái thiết kế này thì nó giống thiết kế cần của người châu Âu nè. Đấy là khi mình chạy cái máy á, máy này là bữa mình mua cần Mori là mình thấy vẫn rung nha. Thì cái máy này nó làm cho cái cần nó rung, nhưng mà cái nhựa này nè và cái cần này nè là nó sẽ có bốn cái cục cao su đây để nó, cái cần thì có thể rung nhưng mà cái bộ cao su này thì nó không rung. Cái bộ cao su này mình sẽ tựa vào người mình thì nó sẽ hạn chế rung. Thì đây có thêm một cái nữa, vấn đề nữa là ví dụ như cái ống này là ống 19 nè, trong khi cái ngàm tròn này là khoảng tầm 21 lần nên mình mới phải là cắt một khúc ống điện 19 nè. Rồi mình nhét nó vô rồi mình dặn vô là ok nè ha, rất là cứng ha. Và trên cái chỗ đây là trên gửi phần sắt này và phần nhựa này nè thì nó cũng có một cái phần lò xo chứ nó không phải là gắn chết, nên đó là một trong những cái yếu tố giảm rung. Cái gì mà mình làm gắn chết thì nó rung, còn này là nó có lò xo hết. Thì giờ mình sẽ gắn vào. Đây có những cái cao su giảm trắng nè ha. Đó. Này mình rút ra. Đó. Ở đây mình cũng có thêm hai cái hệ cao su giảm trắng. Thì mình phải tháo ra vậy thì mình mới dặn ốc được vô cái máy. Rồi sau khi dặn vô xong thì mình mới gắn tiếp. Rồi, giờ mình tiến hành mình gắn.
Sau khi đã gắn nè, đương nhiên chỗ này nó sẽ không có như những cái máy echo được ha, tại cái này mình gắn vô điểu mà, chứ thật cái máy kia hiện này nó sẽ sát chi tiết luôn, còn này nó vẫn hở ha, nhưng mà cái này thì nó là ôm cái phần dưới nha. Này tay ra mở dịch ơi, trời đang mưa, hôm mình ra mình đánh thử coi.